Tòa án Nhân dân huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 3 vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, đây là phiên tòa xét xử theo hình thức trực tuyến tại 2 điểm cầu, trụ sở Tòa án Nhân dân huyện Khoái Châu và trại tạm giam Công an tỉnh. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử và đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân xét hỏi bị cáo qua hệ thống camera kết nối trực tuyến giữa các điểm cầu. Ba bị cáo Lại Quang Chiến, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Văn Xuân đều phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Hiện các bị cáo đang bị giam giữ tại trại tạm giam Công an tỉnh Hưng Yên. Các bị cáo đều là các con nghiện mua ma túy về sử dụng. Căn cứ quy định của pháp luật, tòa tuyên phạt các bị cáo chịu hình phạt từ 15 tháng đến 36 tháng tù giam.